Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Sophia và Elena Siêu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh cuốn cắp tóc nha. Bánh cuốn cắp tóc mình không cần phải pha bột. Hôm nay mình sẽ làm kiểu cắp tóc đó, mình sẽ làm từ bánh tráng. Chúng ta cùng bắt đầu làm nhé. Đây nguyên liệu cho phần nhân của bánh cuốn đó là món có thịt xay, nấm, tai mèo, người chơi đây hay gọi là mèo nhà cui, hay tạm dịch là nấm tai chuột ha. Phần nước mắm này đó. Và không thể thiếu đó là bánh tráng. Chúng ta sẽ bắt đầu phần nhân trước nha. Bắt chảo lên bếp, chút dầu vô. Chờ dầu nóng thì cho hành vô nha. Xào hành cho đến khi có mùi thơm. Mình bỏ thịt. Thịt xanh là như thế này. Rồi mình bỏ nấm tai mèo vô nha. Nấm tai mèo đây là nấm tai mèo khô mình đã ngâm đỡ rồi mình băm nhỏ để thế này nha. Rồi mình sẽ nêm nếm một chút muối. Một chút thôi nha. Các bạn nhớ rằng món này mình phải ăn kèm với nước mắm nữa. Nên mình sẽ nếm hơi lạc lạc cho phần nhân nha. Một chút bột nêm. Mình thích bột nêm lắm. Món gì mình cũng bỏ bột nêm hết. Chút đường nữa cho ngọt ngọt chút. Và một chút nước mắm này nha, ít thôi nha. Và một ít thôi để thơm thôi. Và thành phần không thể thiếu cho phần nhân này đó là tiêu nha. Thơm quá. Ăn tiêu nhiều, ngon hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuốn nhé. Nhúng bánh tráng nhanh thôi nha, đừng có nhúng lâu bị dẻo. Bỏ nhân vô tùy theo mình muốn nhiều hay ít. Mình xong một cái bánh đầu tiên. Mình quét chút.
chút dầu lên cho khỏi bị dính nha. Mình xong cái thứ hai như vậy nè. Các bạn cứ tiếp tục cuốn như vậy đến khi xong nha. Đây, phần bánh cuốn mình đã cuốn xong này. Bây giờ đến là chúng ta đi hấp nha. Đây mình bắt cái nồi hấp rồi kìa. Giờ mình hấp nha. Đó, nước sôi rồi. Mình bỏ vô. Chúng ta hấp khoảng 8 tới 10 phút nha. Cái này chúng ta có thể hấp hoặc là chúng ta có thể hâm trong lò vi sóng cũng được. Lò vi sóng cũng khoảng 8 tới 10 phút luôn, tùy theo loại lò vi sóng của bạn bao nhiêu watt. Trong khi chờ đợi bánh của mình đang hấp thì mình đã chuẩn bị xong phần nước mắm nha. Phần nước mắm mình pha theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm và 4 muỗng nước sôi để nguội nha. Nửa trái chanh rồi ớt tỏi, tùy theo mình thích ăn cay hay không. Bánh hấp của chúng ta đã hấp tới 8 phút rồi nè, đó. Nhìn rất ngon lắm. Các bạn thấy cái nồi hấp của mình thế nào? Rất tiện phải không ạ? Mình chỉ mua mỗi cái một cái sừng hấp đó thôi, mình có thể xài cho cái nồi nào cũng được. Đây. Nhìn đã mềm rồi nè. Chờ nguội chút thì mình vớt ra nha. Đây là phần bánh cuốn mà mình xong khi mình đã hấp xong nha. Rất là ngon và hấp dẫn mà phải không? Bây giờ đến lượt ăn nha, mời mọi người ăn cùng nha. It's good. It's good. Daddy thử nè. Ngon. Ham. Bây giờ đến lượt mình thử nha. Các bạn cuốn chấm nước mắm. Rất là ngon và rất là dai. Các bạn thêm món bánh cuốn cuốn bằng bánh tráng thế nào? Rất đơn giản phải không ạ? Và ăn cũng rất ngon nữa. Theo mình thì mình thích cuốn bằng bánh tráng hơn, tại vì ăn nó dai hơn và ngon hơn. Các bạn hãy thử làm nhé. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like, subscribe and chia sẻ video của mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Tạm biệt các bạn. Bye.